Ok, xin chào các bạn Yêu Lan Trên Toàn Thế Giới nhé. Hôm nay tôi có mặt tại nhà một bác ở ngay chỗ Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội thôi. Mà nó rất tuyệt vời. Về đây bác là một trai phố cổ, nhưng mà về đây ở một khu vườn rất là tuyệt vời luôn. Thực ra thì hôm nay thì cái mùa này thì nó không không phải là cái mùa có nhiều hoa nữa, vì điệp thì nó tàn mất rồi. Nhưng mà nhìn ở đây cũng sẽ thấy là một cái mô hình rất là hay, giới thiệu mọi người. Đấy, đây đây là bác Bình này. Đấy, bác là cán bộ về hưu đang cứ thời ra hoa này. À đấy, bác đang giờ này đang tập trung vào cứ thời ra hoa rất là địa lan. Địa lan tứ thời. Đang có nụ ô, nhưng mà hình như cái này nó đang bị rẹp bác ạ. Có một số cây đây này, cái này bị này phải xử lý, còn nếu không nó ăn này nó hỏng mất cái nụ luôn, không lên được, không ra được hoa. Quế tháng 8 là quế rồi. Các loại quế này. Phụ nữ mà hậu củ to chưa các bạn. Điệp này. Địa lan này. Cái này là cái gì nhỉ? Ngày xưa gọi là Trần Mộng đấy. Trần Mộng đấy. Trần Mộng cổ. Cổ đấy. Đây là sen này các bạn này. Đấy. Đây là cái lá biên này. Mạc lá biên cổ mạc biên. Chậu này cũng đẹp này. Còn cái này nó là này, cái gì của Nam Định nhỉ, mà nó hay... Hoàng Vũ đấy. Cái này là Thanh Vũ này. Thanh Vũ, Hoàng Vũ. Đây, cái này nó là cái này lá cái to này, nhỉ. Cái này nó là Thanh Ngọc lá biên. Thanh Ngọc biên. Nhưng mà cái này của Trung Quốc. Vâng. Nhưng mà nó tốt lắm, để nó vâng. Cắt ra mầm này. Thân rất to, lá rất to. Bác Bình là cũng từng là rất nhiều cây cảnh. Đấy, những cây các bạn thấy không? Cây này bé xíu nhưng mà điệu phết này. Mấy cây ấy mình gửi ở nhà bạn rồi, cái tùng đẳng cấp, những cây đẳng cấp thì bên đây nó không có nắng. Ở đây chỗ này hơi thiếu nắng đúng không ạ? Hết nắng mình chỉ gửi. Vâng. Đấy. Cái này nó là nhạn Thái. Kiểu nó hoa thơm lắm. Vâng. 4N. Đây là cây sắc. Thì là phượng vĩ. Phượng vĩ nhưng mà rễ của nó bắt đầu ăn vào trần rồi kìa. Vâng. Rễ nó bắt đầu ăn vào trần nhà rồi đấy. Vâng. Trên kia nhà mình hoa giấy, hoa hồng. Lúc mùa hoa giấy thì nó cảm văn công của toàn giấy luôn. Trên kia có cả cây cóc cả. Phải cóc ạ. Không, cây đấy là cây không núi. Quả này không phải quả cóc. À không. Tức là đây là cây này gọi là cây cây móng rồng. Đây khiến cây móng rồng nó leo tới đây lên tận kia kìa. Cái gốc của nó này nó phải 20 năm. Đúng rồi. Gốc nó lên xong nó lên thành bây giờ nó 2 tầng 3 tầng. Hay quá. Nhà rất là mát luôn các bạn. Mà đúng là lúc nãy bác Bình bác nói một câu tôi rất là ấn tượng, tức là ở đây là một ngày là nó như là một cái bản giao hưởng của các loại mùi hương. Rất là nhiều loại hoa. Thiên lý đây. Đây là hoa thiên lý. Và hoa thiên lý này thì vừa ăn ngon nhưng mà vừa rất thơm đấy các bạn. Hơi thơm. Thơm ngọt. Cái này nó là cái này nó trong này nó lẫn. Bây giờ đây là cái này nó là tam bảo sắc, nhưng mà đây nó lại có một cái ngọn. Ngọn này chắc là quế đây. Quế này. Lẫn cũng là bình thường. Còn đây nhạn tháng 8 thì hết. Vâng. Nhạn tháng 8 này. Đấy. Nhạn tháng 8 này. Vâng. Mình có nhiều nhạn. Trực giò. Vâng. Đây là Mỹ Dung Dạ Hương. Mỹ Dung Dạ Hương. Mỹ Dung Dạ Hương. Vâng. Đấy. Tháng 8 nhiều lắm trong hoa. Vâng. Tháng 8 là cũng rất to. Đang nhú nụ hết này. Đây là nhạn tháng 8 này. Vâng. Đang có rất nhiều chậu nhạn tháng 8 to nhé các bạn. Tôi thích lắm. Tại vì từ cái clip của anh thì là sinh ra. Bác xem một cái clip về hoàng nhạn mà tôi làm ở trên Hoa Lan TV mà cùng bác lại mê hoàng nhạn. Tức là rất rất là xem hay xem cây của anh. Dạ vâng. Cái hồi là mê cái vảy rồng này. Cái đấy là vảy rồng. Cái cây này là hôm trước ở năm kia là thi ở Đông La ấy. Cái anh được vảy rồng giải nhất chính là tại là anh có cái cây này Thanh Hóa, thì tôi mua cái cây của anh. Nhưng mà cái cây giải nhất nó to hơn không? Kín đặc hoa luôn. Đấy, nhưng mà năm nay không hiểu sao không. Thế em năm vừa rồi em mua cái kg về em ốp lên một cái cây cau. Vâng. Ốp lên một cây cau trên vườn ấy. Vâng.
Thế là vừa rồi nó cũng ra nhiều hoa lắm. Cây cây đại tôi mới cắt đi để tôi to và nó trùm cái khu này. Đúng rồi. Tôi cắt đi để cho nó còn nắng hay là trồng ra lần kia. Đủ luôn. Vườn thì nhỏ nhưng mà cũng đủ cái loại cây các bạn. Vâng. Đấy. Đủ cái thứ luôn. Đây. Cọ. Cái này cái mai này của đại sứ Thụy Sĩ nhé. Vâng. Đại sứ Thụy Sĩ là ông bà chị mình bá làm trợ lý cho ông đại sứ Thụy Sĩ, tức là năm vừa rồi ông không chơi nữa thì ông sau Tết thì ông cho mình, ông bảo ông phải cho người yêu cây để về, ông đến đây để không được chết. À vâng. Đây của đại sứ Thụy Sĩ tặng mình. À đấy, thế mà bây giờ nhìn mình sẽ làm cái cây này để năm nay nó ra hoa. À. Nhưng mà nó cũng bị bỏ mất một hai cành đấy. Cây này nó rất rất là ưa gì nhỉ? Ưa nước dài. Vâng. Còn nên tưới nước dài cho nó. À. Nó lên kinh khủng luôn. Rất là nước dài. Nước dài mình cứ hay quá nhỉ. Có cây mộc này cũng 20 năm rồi. Mộc. Mình có cái gốc mộc nó to này hôm nay. Vâng. Bạn đến đây cứ xin nhưng mà cây này cùng lứa. Vâng. Khoảng hơn 20 năm. Nhưng mà hình như trồng trong chậu nó không lớn nhanh được. Không lớn. Vâng. Cây kia nó trồng cái vườn thôi, anh cứ nó lấy ở đông vườn. Đây cây hoa xanh si. Các loại. Cây này là mình đang làm những cái cây xanh mà không. Cái xứ này là bố mình để lại cho mình. À, từ thời ông cũng làm, cũng làm ở Thái Nguyên. À vâng. Cụ mới, nhà cụ mới cái thanh nên là lúc cụ mất thì mình mang về đây. À vâng. Cái cây xứ này. Nên gọi là cây xứ kỷ niệm này. Cây xứ, cây nó vừa mới hết hoa. Vâng. Nó không có một tí lá nào, toàn hoa luôn. Vâng. Hoa sứ. Cây này là phải, nó phải. Hoa sứ này hình như là cũng có những cái chiêu để mà nó kích hoa nhỉ. Nó phải thoát hơi, với cả tôi có bón phân nên nó cũng uống nước dài. Mới đây là phân lân. Vâng. Đấy. Là nó kín hoa luôn. À, các bạn thấy là cây của hoa cái chăm nhìn này biết là dinh dưỡng rất là nhiều. Chăm rất tốt luôn. Sinh rồng là kín đặc hoa luôn. Vâng. Còn đây huệ tây đây, hoa đẹp lắm. Huệ tây đây chính, nó có mấy màu ở đây. To nhỉ. Vâng. Củ nó to thế. Huệ tây nó to này. Vâng. Huệ tây. Củ nó to. Đấy, các loại cây lục rừng mình là những cái con chim. Vâng. Bắt đầu mình nó lấy nhiều cành đó, mình cắt bây giờ cho nó vòng vòng còn còn tiếp đang trúc trúc nhật có màu đỏ áo. Đấy, các loại luôn các bạn. Rồi hay quá. Đấy, bên này còn một khô nữa này thì cái này nó là hai vâng, hai thì có cả cây mấy cái hàng hằng mấy cây này hai những cây Việt Nam là cây gì màu trắng, cây hằng hằng là cây hương, hải hương, hải hương hai, đây là cây khỏe và bảo là Hoàng Lan về trồng mãi cả đấy Hoàng Lan cũng được cái buổi cây thì là nhà cây thì trà. À, nhà không có gì ngoài đất các bạn ạ. Đây có thể là mình cái này nó phải từ ấn ra, cái này nó là cây quế đây, quế tháng 8 này. Vâng, đấy, vòi rất dài rồi này. Quế tháng 8 đây là gì? Đây là cáo này. Cáo. Vô nữ. Cái xoài của tôi chút quả nó to lắm. À vâng. Mít bên kia tôi đánh. Mày. Mẹ. Vâng. Cái này nó là sóc. Vâng. Ôi vườn này quá tuyệt vời luôn các bạn. Cái này nó trang hoa kín luôn, tôi hôm trước là nó là nhạn tháng tư mà màu trắng, ôi dồi thơm lắm. À nhạn trắng. Nhạn trắng nhiều hoa lắm. À. Nhưng mà đây thì tiểu khí hậu này quá tuyệt vời luôn. Cái này nó là hồ điệp. Hồ điệp nó bé này. Có đây. Trước để cái này nó là cây hoang thảo. À. Hoang thảo cũng hoa nhiều lắm. Đấy. Điệp giống gốc bưởi. Ok thì ôi này rộng mênh mông luôn. Đang chú mời chú nhãn. Nhãn của bà đang thu hoạch. À đang thu hoạch nhãn rồi này. Có.
Ôi, cây nhãn này cũng phải nhà đây có mấy cây và nhãn này cũng đây phải nhiều chục năm lắm rồi đây. Gần nhà của em út. À vâng. Tức là cả cái quần thể này là đại gia đình nhà mình hết. Quá hay luôn. Và một quần thể luôn các bạn. Cái nhà này một trong đầu tiên xây ở Tứ Liên. À. Ngày này cũng xây lâu rồi đấy. Thế mà hồi đấy xây 3 tầng cao to này. Ngày xưa xây nhà cao thật đấy. Đấy, kiếm này các bạn. Kiếm mắm. Mấy cái lan mới kiếm được của mình hết. Mộc nhất. Cái này là của nhà bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy. À. Mà tức là con dâu bác là bạn Mạc Thúy Hương tặng mình. Vâng. Đây là cái ngọc châm hoa đẹp lắm. À vậy ạ. Bạn ấy tặng mình mấy cây ngọc châm. Ngọc châm. Em chưa được ngắm cái cây hoa này. Hoa trắng. À. Xong rồi nó đậm cao này, xong bắt đầu là cái hoa nó cúi xuống này. À. Màu trắng đẹp lắm. Ồ thế ạ. Thơm. Hay quá ha. Tinh khiết. Thế giới hoa nó còn vừa rộng vô biên luôn các bạn. Đấy này. À, dâm bụt trắng. Dâm bụt trắng. Dâm bụt trắng. Đây là mình gây đó. Dâm bụt trắng, dâm bụt đỏ. Hay không? Cái bưởi cảnh. Bưởi cảnh. Ra quả. Mình đấy. Đây. Lan này. Chu Đinh Lan. Chu Đinh Lan. Chu Đinh Lan là nguồn gốc là của bố mình. À vâng. Ông của ông nội. Ông nội để lại. Vâng. Đấy, nhà này, các bạn thấy không, quá tuyệt vời luôn, toàn bộ khu vực này là đều của đại gia đình ấy. Có cả sư tử chấn hai cửa, chấn hai bên. Cái này của ông ngoại. Ôi giời ơi, này đất còn rộng mênh mông luôn các bạn. Đúng là nhà không có gì ngoài đất. Đấy, sống như này có phải là giữa trung tâm Hà Nội mà coi như là thiên nhiên hoang dã như này sướng chưa? Cây này là cây gì nhỉ? Thanh long đấy. Vâng, thanh long. À, thanh long này chỗ này bây giờ bác muốn ấy, bác hàn một cái chữ thập. Vâng. Hàn một chữ thập để có cái để cho nó leo lên. Vâng. Hiện tại bây giờ nó mới có lên đến trụ là nó không có chỗ để nó bám, thế nó cứ gục xuống. Vâng, tôi sẽ làm thế. Đó, mình hàn một cái chữ thập mình đặt lên đỉnh nó. À, nếu cần thiết thì làm một cái vòng tròn nữa càng tốt. Nghĩa là nó leo lên đấy là nó tròn ra đẹp lắm. Cái sử quân tử nó sẽ ra hoa. À. Đây vườn rau mà tía tô mới ở kinh giới là để ăn thường xuyên hay loại thuốc. Toàn coi như là cái này các bạn bảo là làm sao mà mấy ai mà sống giữa thủ đô mà có cái cơ ngơi kiểu như này đâu. Đấy, rất nhiều mít cả. Mít. Đấy. Rồi gì? Đu đủ chín vàng luôn, chả hái cả các bạn. Đấy. Đu đủ người bán đu đủ mới gặp chuối nhiều lắm. Ôi dồi, à, đấy, đứng ở góc này mới thấy là trên kia rất nhiều nhãn kìa. Nhãn sai, có khi không lên được. Không rồi. Nhưng mà nhãn này ngọt lắm. Vâng. Cái bưởi hôm nay là không sai cho mọi năm, nó kín mít luôn. À vâng, hình như năm nay bưởi cũng mất mùa ấy. Nhà mình không gì nhỉ, không thu hoạch đâu. Cứ để nó vàng qua Tết đẹp. Wow, ok. Cái này là hôm nay là đến đúng cái thời điểm là lan không có nhiều hoa. Nhưng mà hy vọng có dịp cách nào đấy. Cách tháng thì hoa nhiều lắm. À vâng, lúc đấy hẹn bác đúng rồi đấy. Thế mà lại quên bén thì không tất cả là hoa nhiều lắm. Không qua được để ngắm các bạn. Nhà tôi thì cách nhà bác thì khoảng độ cây số thôi. Hơn cây số một xíu. Hy vọng là lần khác có duyên để ngắm tiếp. Hôm nào mời bác qua bên vườn em, mà vườn em thì cũng này nó sẽ mùa hoa thì nó qua mất, còn ít hoa không đáng kể, nó sắp đến cái mùa nhạn tháng 8 đẹp không ạ, cuối tháng 8 nhưng mà đấy. Nó sẽ không bằng và nó không kiểu không oanh liệt nữa, không và nhà em có ghép một cái cây cau này em úp khoảng toàn bộ ép cái vảy rồng ấy. Ok nha các bạn, hôm nay ngắm cây, ngắm cái thứ một tí vườn của bác Bình ở Tứ Liên, cây hồ Hà Nội. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mua của cái thằng cu ấy của gì ở trên Hoài Đức ấy nhỉ?
trưởng đấy, cái mua cái cần hoa nó nhìn nó đẹp nhỉ, đẹp lắm, cần hoa này, nhìn rất ấn tượng, trắng còn hoa này nó đẹp lắm. À bên đây màu đỏ. Ừ. Đây toàn truyền thống nhé, đây là không? Đây là cái gì nhỉ, cái nhà anh toàn đô la. Vâng, toàn đô la cho người đấy, ok tiếp tục sóc đĩa nó sóc này. Cái này cũng đang lên rất nhiều mầm. Hai. Công nhận mấy cây địa này nhìn hoa này biết là sẽ nó nở nó sẽ rất là đẹp. Cây nó xong rồi để trong nhà nhé, xong rồi đẹp lắm. Quá đẹp rồi. Không xuất để như lan thì mùi hương mùi của nó thì cũng đỉnh cao rồi. Thiên thần. Và là ngày xưa là các cụ là chơi địa lan ấy. Cái này là chun đấy, quên mất. Bây giờ mình nhớ ra là chun. À. Chun khủng khiếp thơm. À. Chun nếu mà nói về thơm thì địa lan tôi thấy là chun là thơm nhất. Vâng, chun. Chun lan. Chun đấy là thấy bảo là chun của Hà Giang. À. Chun Trung Quốc thơm. Vâng. Chun Hà Giang. Chun này tôi mua ở Thái Bình. À đấy. Mua ở Thái Bình. À. Ngày xưa các cụ là chơi là toàn địa lan này hết chứ. Thổ như lan. Thố như lan rồi. Thố như lan. À. Bây giờ sau này mới chơi thêm cái loại khác. Chứ ngày xưa thì có ai chơi khác để ngoài địa đâu. Đấy. Đây, cây hai cũng đẹp này. Đấy, cây này là cây hương. Em tưởng hằng chứ? Không phải, nó giống hệt hằng. À thế à? Ừ, nó giống hệt hằng, cái này là hương. Trước nó ra hoa. À, ra hoa rồi. Ừ. Hương màu trắng. Rồi. Thơm. Ok, rất là tuyệt vời các bạn. Một dịp nào đó mà nó có nhiều hoa, tôi hy vọng là đủ duyên lại trở lại nhà Bắc Bình để có thể ngắm hoa và quay cho các bạn ngắm cùng nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.